Xin chào mọi người, lại là mình đây, Megacha đây. Tiếp tục chuyên mục chơi game nghiêm túc. Hôm nay mình sẽ review lẹ cho anh em cái update bên hàng. Đặng mai mốt nó có về si mình thì không bị bỡ ngỡ anh em à. Đặc biệt là cái đợt update này sẽ có rất là nhiều cải tiến đáng giá mà bấy lâu nay anh em mình ức chế lâu năm cũng đã có thể bớt chửi thề. Với lại một đơn vị mới nghe đồn rất là phá game sẽ ra mắt luôn trong đợt này. Thôi không dài dòng nữa, vào việc thôi. Chúng ta sẽ vô cái phần quà cáp trước đi nhé. Cái đợt update này sẽ mở ra hai cái mục kiếm chat khá là mới, đó là gacha cái máy Lucky Gap và cái cửa hàng Apocalypse Capital. Cửa hàng Apocalypse thì không phải là mới lắm. Lúc mới ra bản Origin thì cũng đã có một cái cửa hàng tương tự như thế này. Chỉ có điều là đợt này không có bán mấy cái thẻ chọn đơn vị nữa, cũng hơi buồn. Anh em mua đồ trong shop này sẽ bằng một loại tiền tệ như hình cái cây xúc xích ở đây. Xúc xích thì không phải đi cày là có, mà anh em phải làm quest để có thể nhận được số xúc xích, tùy thuộc theo cái loại quest. Có 5 loại quest có thể lặp lại không giới hạn. Cái thứ nhất là tiêu 1.000 vàng vĩnh cửu. Cái thứ hai là chơi 5 lần tác chiến mô phỏng. Cái thứ ba là sử dụng giấy phép lặn 1 lần. Cái thứ tư là sử dụng đá tọa độ lượng tử. Thì mình nghĩ chắc là nó là cái Shadow Palace. Và cái thứ năm là lấy 9.000 điểm Golet. Đồ trong shop này thì cũng khá là giá trị, anh em chăm cày có thể lấy full shop, còn không thì cứ lấy từ trên xuống, thiếu cái nào thì ưu tiên cái đó. Cái mục thứ hai là cái máy gacha Lucky Gap. Thì mới vào game sau update, B-Side sẽ cho chúng ta khoảng 500 cái đồng tiền vàng này và mỗi lần quay sẽ tốn 50 đồng. Quay hết đám đồng tiền vàng này thì anh em sẽ phải dùng đến kim cương với 30 kim cương cho một lần quay. Cái mục chơi này thì nó tương tự như cái event collab với mấy cô gái ảo lần trước. Vật phẩm quay ra cũng sẽ gồm có 3 phẩm là SSR, SR và R. Nó là những cái sticker dùng để trang trí nền. Mấy cái biểu cảm hề hước mà anh em có thể xem trước ở mục collection dưới đây. Có thể anh em xem đến đây sẽ thấy B-Side chắc nó bú đá mới viết content, nên mới bày ra mấy cái trò tào lao này. Nhưng mà mình nghĩ thì đây là một cái chiến lược marketing rất là ổn. Bởi vì đi kèm với cái máy cung cấp sticker này, B-Side nó cũng sẽ tổ chức một cái event nho nhỏ, gọi nôm na là sáng tạo cái màn hình chờ hay là trang trí sảnh gì đó. Sử dụng các sticker mà anh em thu được thì anh em có thể sáng tạo cho mình một cái poster mà anh em nghĩ rằng nó sẽ độc đáo và hề hước nhất. Không chỉ là đẹp mà còn phải độc đáo nữa đó anh em à. Sau đó thì anh em có thể đăng lên Twitter của ông CEO kèm theo cái hashtag là CounterSide như thế này. Hoặc là anh em có thể đăng ngay trong web game.naver ở đây và vào mục này như thế này. Phần thưởng thì cũng chỉ có cho vui. Không phải là xịn lắm nhưng mà chủ yếu là tạo ra sân chơi sáng tạo kèm theo để quảng bá game. Nhớ là ban tổ chức họ sẽ kiểm duyệt đấy nhé, nên đừng có làm lố quá coi chừng bị ban luôn. Mình rất là mong đợi anh em sẽ tạo ra những tuyệt tác rồi đăng dưới comment để cho mình thưởng thức với nhé. À mà để phục vụ cho nghệ thuật thì cái mục trang trí sảnh sẽ được thêm vào rất là nhiều tính năng dành để sáng tạo nội dung. Anh em có thể điều chỉnh xoay nhân vật này, lật nhân vật qua lại, tắt các cử động để bắt trọn một cái khoảnh khắc nào đó của đơn vị nhằm ráp mấy cái sticker vào. Và còn rất là nhiều cái tùy chỉnh khác anh em tự khám phá nhé. Trong Gauntlet thì sẽ cũng chính thức bổ sung thêm một hình thức chơi mới gọi là chế độ Arcade. Hôm giờ thì chế độ này cũng đã mở thử nghiệm để lấy ý kiến.
Và đợt cập nhật này thì AK cũng được chính thức phát hành. Và chế độ này nó mang tính giải trí là chính, và chủ yếu là để anh em đấu với nhau về mặt chiến thuật, vì mỗi giải đấu nó sẽ có những cái quy tắc riêng. Tuy nhiên đa phần nó sẽ có những cái quy tắc như sau. Ví dụ như anh em chỉ có thể bỏ đơn vị của mình vào đội hình nhưng lại không được ráp trang bị, và chỉ được tính level cùng cái cấp chiến thuật là thôi. Phía ô hạn chế này sẽ cấm một số đơn vị nào đó và tàu nào đó. Như ở đây thì đang cấm Awaken, nhưng trong đội hình của anh em sẽ được cung cấp một khách mời, và ở đây khách mời này sẽ là một Awaken ngẫu nhiên luôn. Điều này sẽ giúp cho anh em newbie và OB có thể công bằng quýnh nhau một trận giải trí. Phần thưởng sẽ là điểm collect như hai cái mục leo răng và chiến lược kia, kèm theo là những cái câu thoại hoặc là những cái biểu cảm trong trận chiến. Và với tiêu chí vui là chính, cái mục này mới đúng thực sự là thể hiện cái kỹ năng, chứ không phải là đè nhau bằng sức mạnh đồng tiền đâu nè. Đợt cập nhật này, phần tuyển dụng sẽ cũng có thêm một cái mục để chọn đơn vị tuyển dụng đảm bảo, và với số lần chọn tối đa là 3 lần. Như thế này, nó được gọi là banner custom. Cái banner tùy chọn này sẽ giống như banner thường hàng tuần. Chỉ có cái là anh em sẽ được chọn đơn vị bảo đảm và đơn vị đó sẽ được tăng xác suất lên 1%. Anh em được chọn tối đa 3 lần và cũng sẽ mất 150 lượt tuyển dụng trước khi nhận được một cái tuyển dụng bảo đảm. Và nếu như anh em thay đổi đơn vị mong muốn thì cái lượt tuyển dụng tích góp cũng sẽ bị reset lại. Bản chọn này thì sẽ có gần như tất cả các đơn vị, kể cả những đơn vị mới ra gần đây như là CL và Rebecca. Đây sẽ là một cơ hội để anh em có thể bổ sung bộ sưu tập còn thiếu của mình. Không biết sắp tới banner custom có dành cho Awaken không? Vì mình đang rất là hóng Ami về. Vì nghe đồn sắp tới thì quà Golet đạt thứ hạng sẽ là skin của Ami. Cầu trời đây không phải là tin vịt. Giờ thì mình sẽ điểm qua một số cái cập nhật nhỏ lẻ. Thì trong cái đợt này, B-Side sẽ tiếp tục hành anh em Counter Side chúng ta bằng cách tăng thêm độ sâu số 7 trong một lặn với 5 tầng nữa, nâng tổng số tầng tối đa trong một lặn lên 55 tầng, và con boss cuối sẽ là Ray vô dụng và đám hiệp sĩ bàn thờ. Và với cái nick ghẻ mới tạo của mình thì mới lết lên được tới tầng 47 thôi, chắc còn lâu lắm mới có thể review cho anh em được. Thôi thì anh em nào đã chơi rồi, review và khoe đội hình dưới comment cho mình biết nhé. À, mà anh em nào muốn test đội hình thì cứ thoải mái vô tư, vì trong đợt update lần này, B-Side sẽ trả lại vé lặn nếu như bị fail hoặc là anh em thoát ngang nửa chừng. Cho một tràng pháo tay nào mọi người ơi! Một điều chỉnh nữa mà mình thấy rất là bổ ích, đó là từ nay anh em cài cái module cường hóa này, nó sẽ không còn tính là một trang bị nữa, mà nó sẽ đổi thành vật phẩm. Như vậy nó sẽ không chiếm chỗ trong cái hòm trang bị của anh em nữa. Và cái module cũ anh em cứ xài đi, hoặc để dành làm kỷ niệm cũng được. Và sau này mấy cái vật phẩm module tăng cường sau khi farm được thì nó sẽ nằm trong khoang chứa vật phẩm, và anh em có thể up đồ y như up đơn vị giống như thế này. Cải tiến này mình thấy cực kỳ là đáng giá để anh em có thể tích cái module dành cho những cái món đồ mình đang chờ đợi. Chứ như trước thì mới tích tí được thì đã full, bực không thể tả được. Và lại một tràng pháo tay nữa nè. À mà chất lượng của module thì vẫn vậy nhé, không thay đổi, nó chỉ thay màu thôi. Phần lọc trang bị sẽ chi tiết đến từng các loại option và chắc sẽ dành cho những anh em có số trang bị lên cả ngàn, chứ còn mình có mấy bộ thì chắc mình không cần. Anh em cường hóa trang bị để mở khe thì cũng sẽ có thể lock hoặc là có thể unlock trang bị đó ngay trong bản đục khe để lưu trữ hoặc là phân loại rác ngay tại đây luôn. Nghe mà đã muốn chảy nước mắt rồi anh em à. Rã đồ trong kho trang bị cũng sẽ nhanh hơn với tính năng rã hàng loạt dựa theo chất lượng và một đặc điểm nào đó mà anh em đã chọn. Anh em newbie chưa biết được đơn vị của mình mới tuyển về xài set gì
thì giờ đơn vị đã có thêm cái nút đề xuất trang bị ở đây. Anh em bấm vào là có thể hiện lên bộ set tối ưu theo ý kiến của nhà phát hành. Bấm vào đó nó sẽ tự set một bộ đồ nếu như trang bị đó còn trống ở trong kho. Ở cái phần đánh boss tập đoàn thì trong cái mục đánh tập luyện, trước thì anh em phải đánh cho xong mới được ra. Giờ thì anh em đã có thể thoát ngang rồi. Thật là chia buồn cho anh em C vừa mới được cập nhật tính năng đánh thử mà chưa được cập nhật cái tính năng thoát ngang này. Phần thăng cấp kỹ năng, người điều hành cũng sẽ được cố định là 100% cho tất cả các độ hiếm. Như thế này, cái này là thăng cấp kỹ năng thôi nha anh em, không phải là nâng skill đâu nha. Cập nhật chiến thuật thì anh em cũng sẽ được phép chọn nhiều đơn vị cùng một lúc như thế này luôn. Những đơn vị mà được anh em gắn sao là yêu thích sẽ được ưu tiên bổ sung vào đơn vị chiến đấu nếu như anh em chọn auto setup đội hình. Và nếu như anh em chơi các event hay là cái story mới mà đội hình đã setup có thể được sử dụng cho màn tiếp theo mà không phải setup lại. Dĩ nhiên là nếu màn tiếp theo không hạn chế đơn vị hoặc là trường hợp có khách mời bắt buộc nào đó trong màn. Một số chỉnh sửa khác nhỏ nhỏ nữa mà với cái thời lượng video này thì mình không thể đề cập hết được. Quay lại với đơn vị mới lần này thì đơn vị mới sẽ là Lambda, trưởng ban pháp lý của Hội Nghiên cứu Siêu Nhiên, là một cao tờ trẻ nhưng đã đạt cấp S và có một quá khứ khá là bí ẩn. Lambda sẽ là một đơn vị trong Counter Pass nên mình cũng không có nhiều điều kiện để trải nghiệm. Anh em nào đã trải nghiệm rồi thì cho mình chút review nhé. Tổng quan thì cô nàng này cầm kiếm nhưng lại là một Ranger nên mấy anh tăng cờ hãy coi chừng. Và đó là những gì có trong cập nhật bên hàng tuần này. Đây là một bản cập nhật fix lại rất là nhiều lỗi và thêm rất là nhiều tính năng mới nên mình cũng hy vọng sẽ mau chóng cập nhật bản C của anh em mình. Cảm ơn anh em đã xem hết video và chúc anh em chơi game vui và nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé.